mô ta sẽ hưởng nguyện tao ra hạ tao sam a sam bồn thà sẽ nam mạn thọ ra tân tây nhà sẽ chấm bằng sông lực cầm bằng anh chỉ nam sca cầm thoại bồng cung chấm bờ bờ ra tân trai từng bay miền bờ bồn thà rót bờ thom rót nâng bờ sang cờ rót đòi sĩ cây cờ rộp cọt cây sông sen đòi cây lai nâng sông nam sca cầm thoại bồng cung chúng tôi xâm lạch bất xong kỳ rì tiếng bí kỳ nạ xâm lạch bất xong khai nè dựa xâm lạch bất xong khai nè dựa rộng nâng bệnh mặt trời xong cổ bệnh thân án ủ cọng bệnh thê ra nội thê ra cổ bệnh ông cổ bệnh vỡ ra ràm nâng nông bốt tà xa xa nạp mình đồ đòi xì kỳ rì cổ rộp xa kà rạ nâng xong chúm lãng bộ đò bệnh mạ hạc sạp nây bệnh chìa nạch chạc Campuchia miền xâm lạch dây xâm lạch dây tụt rộng tiền chúm lãng bộ đó sống đại tuôn ai dọn lục chùm tiêu ổn lục lục xe nhận dụng bột bò thịt sát cổ rụp tiếng ổ tiếng khăn ông đang khai bởi tế đào hình sức đầy cổ rụp rộp anh phòng đại nơi khăn ông ngày nay cứ chỉ thường ngày mùi rùi khai mặc cơ xe sẽ làm vô cả tất sạc bột tất sạc cả hai bí bòn bàm rồi học sập trở nên thường ngày bảo hoa tị đọc bàm khai thân ưu cực sạc cả hai bí bòn đọc bàm mùi nước nông nguyên liệu ở các ngành nghề trong bậc cao nhất mà phía nước bạn ở các đồng bì nước ở địa tây nơi vượt hồ một sông đại chia bình to từ tiệt ở các sông đại nơi vượt hồ là bậc trong cao nhất mà phía một đo thay nè cứ ban sông đại một đo sẽ ăn được mười đôi sẽ sập làm buồn nước nông sẽ ăn được trong cao nhất nước ở địa tây nơi vượt kiệt tha đại vượt sông an sông vượt bọn trung bàn ra bậc cao sông đại nước nông cùng vì thoa mọc bọt hiệp buồn chỉ vì toàn đại viện đại và ông thuộc bàn sống đại anh ta nẹ nẹ kệ chạy đại gia nẹ chạy đá nẹ bạc ca nia nia xạ ca tăng đi cạnh xa dịp ca vì rẻ chỗ chờ lăng ô cọ đệ cạp bạc thiện năng sao thêm tệ mà chăng ạ vị tăng tạ căng khẩn tệ đạo đức nông bệnh kỳ thai hiện đại cứ được nông sau này ca nó đòi bệnh đồng yên bệnh hiệp bọn trụng bàn trạm ca sống đại anh thái nẹ nẹ kệ chạy ra tệ y băng tha mạ tê sản án sát tha chế tạo vấn đề về hạ răn tạo tiệm hút phoan địch căn bị khó ở đẹp hệ cơ thể sẽ sát tha đi bệnh sơ bà sáng bột chiêu mạch cha cơ thể sẽ trốn sống đại hóa tha mạ tê sản án nơi bật hồ tê sản án y băng nít อาเรียเพียโปรปรารุปีคองในปีคอกพบเลเปียหุพรดิกังชมวท้าเปียหุพรดิกัดปีคอกนังได้เปรียดโดเมนประเพียปองตรงกวงอาศัยนึกนองวัดเจตปุ่นนังได้ปองตรงประรุปนังเลิกล้างนึกเปียท้าเนี่ยเนี่ยจะจ่ายยาแต่ดูชนะนังไงนึกนองเรื่องราวเรือบ่านังปีคอกเนี่ยมีนพรเด็ดจราอาตาบหุพรดิกะวิเคราะห์นั่นคือวิเคราะห์เนี่ยมีนเนี่ยพรเด็ดดอกจราเป็นดอกปองตรงสุดได้ท่านังสาวัดไทยนังเวียไซเกเรเก้ากระดงปีเก้าพิเอริเยกาละกตายะปัปปจิตนังกระดงปีเก้าดีกระดงปีเอเก้ามันเนี่ยนั่งเกเรเอเก่านั่งเกเรเก่านั่งมาปีเกเรนั่งเอเก่าดูผ่านลือท้ายมีนใส่ไทยมีนกระดงปีมันเนี้ยนั่งซาซาวัดไทยเวียใส่เจเนียใช้หนึกน้องนั่งกรองซาวัดไทยนั่งเพริยะเยี่ยนิยกาเพริยะกาละกาตายเยี่ยทุ่มเมรณะกาเต้ปักปัจจิตนั่งกระดงปีนั่งไอ้กบบ้านนั่งเจนตึกบูนั่งปั้มท้ายมนนั่งกระดงปีนะนั่งตึกบันไดทำมนนั่งกระดงปีนั่งกอดตึกบูนะมนนั่งคือกอดบานปลาอ่อยเกนั่งก่อสร้างเจนเดอร์นั่งปะเวนุพองอ่อยเกก่อสร้างนั่งรูปเลื่องนุพองบนโต๊ะสำหรับดั่งนุพอนดั่งนุพองนั่งเต็มดั่งห้อยนะนั่งพอนแดดตกอ่อนนั่งอ่อยเป็นบอยเด็กโบเทนดอยดั่งเมียนบัดถอดตึกลายเมียนตึกดองทลาหนังเปรย์เฉียดดาวดาวลำปิ้งนึกน้องบรรทุกน้องฮะตัวบานกอดนึกไอ้เจนตัวบุกนึกไอ้น้องตัวกอดนึกไอ้เจนตัวบุกนึกกับบานพราวนึกนั่ง
nâng tia sắc rồi bỏ khuôn nên thiên ỏi mộc chụp ăn nơi ở hà bên ta bởi khuôn bình chất nâng hai khổ nâng bò để phô tơ nâng lô cư chỉ nè miền phoàn đẹp tràn miền bò để bạc bò để khá nó có tràn phong này nâng xử lý nâng miền dùng bột cho chỉ tràn nâng xâm lạp nâng xử lý bẻ bởi tiên dùng bột xâm lạp nâng đọc nâng nâng quý liệt biểu dục nên nâng mùi chốt nâng anh bởi nơi thả quạt bà nâng cư mùi thái nhẹ một ngày nó mà đây thằng được nông pe ngày quạt ra mà chốt được nông pe dục nó quạt ra mà chốt xem chỉ từ nãy cứ cỡ đông pi nó anh cứ lục miền pro cả đây cái giang này rồi bỏ còn chờ nãy một được bù nữa nãy nãy đang được quạt nãy ban cho một bù ha trên còn đây tại miền ca pra miền ca pra nơi sầm po nằm sầm lạp lần đọc được nông quỳ liêu quỳ liêu ngày nên chuyện đa nên nâng hai được nằm ngày mỗi đến có bị khổ được ai cầm phong tại hà chạy vó đến prom đang cầm ra tương lai nâng bị khổ tương lai được nằm tin đồ đài nâng miền bẩm no na nâng trai tư can sẽ đa sản nạn nó có ban khơi nè hay bê để ban khơi nó có ban su tha đấy mình yêu nẹt đồng biên này giúp chạy vó nâng cầm ra để tiền lúc chia là bọn nó nè nâng lô cầm ra thác nâng vật thọ tầm ổn nó cứ chia ra bọc xong và cả đồn áo nó lùm chá nâng chân thơ vô vị khổ nó có ban bô than đấy mà nè mà nè nè đồ miên ở dụ bây giờ đồ miên được hiện vào ông trung ạ đủ nha nơi chảy bó trăm tạch bầy chẳng hạt nè ai nó buông được nông bởi bột ở xa xa nà rồi bọc bây giờ mà xa bột chìa mà chá đang chỉ đẹp miên sẽ đẩy bà thân à tách hạt đôi mà đách ba thả lột nó miên bò để bạc bò để khá trả nhận nị nâng đã biết họ nó sẽ đây bình tu thêm dạng lời nói của ban non việc họ được anh tự cam sầm nạp lên đường biên bục phê từng của ban tra tu tha bỏ bật bỏ đó chấm ra bị họ rụng đích chỉ đẹp miền khoan đệ tra ơn đoạn lực lục nằm từ vòng nằm xu tới thả nè mà đều bị họ ta rừng ra đứng bật đuôi bị họ nụ nhìn dây đại đứng vì khổ nó có ban nàng cà tu đó bỏ ông tha bỏ bật bỏ ông đó chấm ra bật bàn hả tức bán bỏ ông trông cà tha mà nếu bị khổ tật hạ quất xung đáy thua đầm bay ở đó được hiếp chuyện nhẹ bà thân nàng tạch hay đâu ấy bài chuyện nhẹ đất anh chuyện nhẹ miền hoàn đẹp tràn đủ chân này nè vì đây bỏ ông trông xung đáy bật năng đến vì khổ nó cao khăn đến đòi hai trăm tài nàng miền bảo bàn bật năng khổ kết hạ ấy lần đi nè dương nâng tay từ đau đùm nón đòi đọt nơi chìa vòi cho nhỏ tục tài sẽ bỏ mùi ta bằng nọ hãy cho nơi cần ba này nâng bốt bò đi sẵn dần tử nâng bí khổ nâng thơ nơi giang đi cư nè đàm bay chanh sáng nâng phụ bí khổ tặng lại miền bình xa bà sáng bốt đầy dạy đàm chẳng tử tương được nông kia đồ đáy nè bình đồ miền bình hiện nâng trông nè chuyện nhẹ quan tro nơi bị khóc mùi rút đây chuyện nhẹ sần đo tên được nằm hay ở đây được học tập bạc đang đòi bọn trong tra tham mà điều bị khóc đang ca muốn nó nè chuyện nhẹ xoay rốt đau sẽ cái đây đang khóa ba đang khai ba đang sống bay đại khu nè chi hả rẻ tức ở đó bị nam ta ở mệt mệt thế đức đang tức bọn trong ta đang chung vua bị khóc đang tiết hạ ấy là nít nên nè ai nước ban mà buông được nông phật tử sanh na nâng đài cô ta cửa rộp dạng này hai hai đây ba nâng chuyện nè ai nâng ai bao giờ nơi chỉ vò chân lẽ bao được hệ ai nâng ao tập bạc hai có tự cho nơi cần ra này bỏ để sạch từng buồn từ mình nâng bị khổ nó ban sạp từ nâng đậm ra đó bỏ lên đồ miên rồi thì hai nó có nhãn nữ hệ ai nâng ao tập bạc ở cả là có được đọc nữ nâng sầm bọt nâng chảy vò nâng với nhau của bạn thoai vùng cung nâng quỳ nâng được nông tin ở sông của nâng tới thì chấm nâng bị khổ được nông bật bột ở xa xa nâng miên kẹp chăn xa nâng bê xa mà xa một nâng nâng đai hai ta luôn ai nâng anh miên ca bà can nè miên ca bà can mòm rửa thà nâng bình chú nâng bê xa mà xa một ai chạy đào nâng vì khổ đẹp chỉ đẹp buôn được nông bộ bột ở xa xa và ông nâng mặt ao chỉ đẹp lộp được nông hoàn đẹp tiếng lại tay và ông trông ạ được nhát nơi chảy vò bầy nè nơi chảy vò bầy nó cứ bạn thấy thác cứ mê nơi chảy vò nâng mũi xong ở đây đường mũi nâng xa bong nâng mũi nâng và ông trông ạ được nhát nơi vừa thổ đề miên và mà trăm tạch bầy thì lớp vị nâng cứ mặt bàn thì hai đấy vì vô thả lớp bị đấng nà hoặc thổ tầng ổn nó vào ông trông bàn nhà thái vì khẩu nà để miền khoản đẹp tràn nàng tục nó lục 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 tớ rồi bây bộ phật tớ chỉ ở bàn nè và thả tục đã chỉ vô đổi lên lúc nè bên đây thả hô cần lo vì nè hô cần lo vì đọc ngày tớ mặt bàn vì cạp tế
រំលងចេះវរនឹងឯងជានិស្គីពិខុនឹងឯងត្រូវអបបតយៈនិងបញ្ចតយៈនិងលុះត្រាតែពិខុនឹងឯងលះបង់នៅជីវរទាំងអស់នោះណាលះបង់នៅជីវរទាំងអស់នោះចេញហើយទៅសំដែងអបបនឹងទៅអាចបានបានណាលះទៅឲ្យពិខុណាដែលមាននៅជីវរនឹងទុពលភាពឯងលះបង់នឹងឲ្យលោកអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងព្រះដូចមានប្រពៃហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនេះគឺចង់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទាំងឯងក៏មាននៅសេចក្តីលោភនៅក្នុងភណ្ឌៈទាំងឡាយដែលមានចៃវរអីជាដើមណាហើយដល់តែដែលយើងបានពិចារណាកន្លែងនេះទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់ដឹងនៅអធិស្ឋាននឹងរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយគេថាការត្រាច់និមន្តទៅណាដល់យកនៅចៃវរដល់យកនៅស្បង់ដល់យកនៅសង្កដីទៅតាមខ្លួនវាជាការលំបាកណាតែវាជាការលំបាកតែចឹងបានថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់សម្ដែងនៅមុននឹងចេញទៅណានឹងឯងត្រូវវិកាប់នៅជីវរណាវិកាប់នៅជីវរហ្នឹងបានន័យថានឹងធ្វើនៅកិច្ចនៅក្នុងព្រះវិន័យនឹងយកទៅផ្ញើនឹងភិក្ខុដតីទៅនឹងដល់គ្រប់ថ្ងៃទី9ហ្នឹងនឹងគ្រប់ថ្ងៃទី9នឹងឯងនឹងមកយកវិញទៅហ្នឹងថាថានឹងការធ្វើទៅតាមកិច្ចនៃព្រះវិន័យអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាបាបនោះទេណែអញ្ចឹងព្រះដ៏មានរូបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនេះគឺចង់ឲ្យយើងទាំងជាដល់បព្វជិតទាំងឡាយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដែលសេចក្តីសំណប់សពស្រួលនឹងហើយដែលជាអ្នកដែលខ្លាចរអាចំពោះនឹងពុទ្ធបរិស័ទដតីទាំងដែលយើងបានមកបួសហើយនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មានរូបជាម្ចាស់មិនព្រមលះបង់នៅសេចក្តីល្មមរបស់ខ្លួនឯងចោលនឹងមកបួសហើយនៅតែមានការប្រាថ្នានៅវត្ថុនឹងផ្សេងផ្សេងមានចៃវរបណ្ឌបាសេនាសនៈអីជាច្រើនដល់លើសលោកសម្រាប់តែខ្លួនឯងមិនប្រើមិនចែកឲ្យដល់អ្នកដតីតើជាតាមក្តីនឹងក៏នឹងបួសយ៉ាងនេះក៏មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងរួចចាកអំពីណែជាតិជាបច្ចុប្បន្នដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុកនឹងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យលះបង់យើងលះបង់នៅភេទជាតិរហវៈចូលមកបួសនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មានប្រភពនោះគឺណែជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលហើយក៏ជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនឹងអបច្ចកថានឹងគឺនឹងពោទៅដល់ការប្រាថ្នាតិចនឹងការប្រាថ្នាតិចហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចៃវរៈនឹងសន្តោសៈនឹងគឺជាអ្នកសន្តោសទៅដល់ចៃវរនឹងឬក៏ថានឹងអិតរតរេណានឹងអិតរតរេចៃវរៈតសន្តោសៈនឹងគឺអ្នកសន្តោសនៅចៃវរទៅតាមមានទៅតាមបាននឹងឯងមិនប្រាថ្នាលោភលន់ដែលនៅក្នុងរបស់ដែលល្អប៉ិណិតនឹងជាដើមដែលអញ្ចឹងព្រះដ៏មានប្រភពក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រោកចំពោះវិខខនឹងដែលនឹងវិខខនឹងតាំងពីដើមមកនឹងក៏ណែខ្លួនធ្លាប់ជាអរិយទៅហើយណែធ្លាប់ជាអរិយទឹកណែដល់បានន័យថាពីអតីតកាលនឹងធ្លាប់ជាអរិយទឹកណែហើយពេលដែលបានមកបួសនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មានប្រភពទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាយផ្ចាញ់ផ្ចាយចំពោះព្រះដ៏មានប្រភពដោយបាក់នៅចៃវរចេញទុកតែស្បង់មួយហើយទៅឈរនៅកណ្ដាលបរិស័ទនឹងក៏ព្រះអង្គពោលតែឌីលដែលថាវិខខនឹងឯងមិនមានទៅហេរិតនឹងអត្តបៈពោលគឺមិនខ្មាស់បាបនិងមិនខ្លាចបាបណែមិនត្រឹមតែមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបទេនឹងគូណាតែខ្មាស់ទៅដល់សាធារណជនខ្លាចទៅដល់សាធារណជនផងដែរសូម្បីតែសាសនាដតីទាំងទីបួសនឹងគេប្រព្រឹត្តនឹងដោយការលះបង់នឹងដោយតែសាលាទៀតដូចជាសាសនាពុទ្ធិក្រុនសាសនាដេដថៃនៅសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺមាននៅសពថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងបួសអាក្រាតអញ្ចឹងទៅណែសាសនាពុទ្ធិក្រុនណាដឹងគេបួសអាក្រាតណាគេអត់មានស្លៀកស្អីទាំងអស់នឹងសក់ក៏គេមិនកោរពុកមាត់ក៏គេមិនកោរនឹងណែបាត់ឯងតែសំលៀកបំពាក់អីជាដើមដែរក៏គេមិនស្លៀកពាក់ដែរបាត់ឯងថាគេយល់ថាការលះបង់នៅសម្ពាត់បែបនេះទើបជាការលះបង់របស់អ្នកបួសក៏ពិតមែនណែអញ្ចឹងមានការយល់ខុសគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាំងចំពោះណែចំពោះឧទាយីទាំងសកលុទាយីនោះណែពីដើមនោះគាត់ជាអ្នកជ្រះថ្លាបានន័យថាគាត់នោះគឺជាសាវករបស់សាសនាដតីនឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដានៃគ្រូទាំង6មានបរណៈកសបៈមកលិកោសាអចិតកេសកម្ពុលនិងសង្ជ័យវេលតបតណែយ៉ាងនេះក្រណ្ដេរថៃនឹងអីជាដើមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រូទាំងអស់នោះគឺមកគេមានការយល់ខុសនឹងការយល់ខុសនោះព្រះអង្គដែលទ្រង់ត្រាស់ថាជាមច្ឆាតថៈនោះខុសអំពីដែលព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានមេគានឹងសម្រាប់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានណា
ប៉ុន្តែពពុទ្ធទាំងអស់នោះដែលមិនអាចឃើញនៅសួរឃើញនៅព្រះនិព្វានបានទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ដែលសន្តោសនិងសន្តោសទៅតាមមានតាមបានរបស់ពុទ្ធវិខោអញ្ចឹងតាមព្រះសំគូនិងដល់សមណៈសក្តិបុត្រនិងហើយក៏ជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហេរិនិងអតតបៈនឹងផងដែរដែលព្រះអង្គទ្រង់ពោលនិងតែងទៀលចំពោះវិខោដែលធ្លាប់ជាអរិយទឹកអស់12ឆ្នាំនឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអតីតនិទានរបស់នឹងវិខោនឹងដែរនឹងដូចជាញ្ញាណបានត្រង់សម្ដែងថាអតីតេកណពិរិយនសៃរាជាស័កអគ្គមហេសយាកុច្ឆមហេពោធិសត្វតោបដិសន្ធិងកន្ធិនឹងកិរិយបានលើថាអតីតេនៅក្នុងកាលជាអតីតនឹងពោធិសត្វតោរីព្រះពោធិសត្វកន្ធិបានកាន់យកហើយនឹងបដិសន្ធិងនៅបដិសន្ធិកុច្ឆមហេនៅក្នុងផ្ទៃអគ្គមហេសយានៃអគ្គមហេសីពីរាណសៃរាជាស័ករបស់ស្ដេចពីរាណសៃណែនឹងរបស់ស្ដេចពីរាណសៃនឹងណែនៅក្នុងថ្ងៃដែលសម័យថ្ងៃនោះទៀតក៏ព្រះអង្គបាននឹងសម្ដែងតទៅទីថាតាសកនីមេតិហណតិវសេមហេសាសកុមារោតេតសកនឹងនាមង្ករណសកនៅក្នុងថ្ងៃថ្វាយព្រះនាមនឹងដល់ព្រះពោធិសត្វនោះញាតិទាំងឡាយក៏បានថ្វាយនាមព្រះនាមដល់ព្រះអង្គនឹងថានឹងមហេសាសកុមារនឹងដល់ព្រះពោធិសត្វនឹងទេនឹងករណសកនេះបានន័យថាមហេសាសកុមារដល់តេសនាមករណសកនឹងបានថ្វាយឲ្យនៅនាមឈ្មោះថាមហេសាសកុមារនឹងណែចំណែកឯព្រះកណិតភិតារបស់ព្រះអង្គនេះគឺមានបិទឈ្មោះថាចន្ទកុមារនឹងការដែលព្រះមេតារបស់ព្រះចកុមារទាំង2នឹងទានអស់នៅប្រជជនទៅព្រះជាអ្នកទ្រង់ក៏ស្ថាបនានៅស្ត្រីដតីទុកនៅក្នុងតំណែងជាអគ្គមហេសីនឹងជំនួសនឹងឯអតិមហេសីថ្មីនោះក៏នឹងប្រសូតនៅរាជអរោមួយព្រះអង្គទៀតញាតទាំងឡាយនឹងក៏បាននឹងថ្វាយនៅពលាមនៅដល់ព្រះរាជអរោថាសុរិយៈកុមារទាំងដល់ភិរិយដល់កូនដែលជាភិរិយាបន្តទៅទៀតហ្នឹងទៀតពេលដែលព្រះរាជាទតឃើញនៅសុរិយៈកុមារនោះហើយទៀតទ្រង់ក៏រេរាយប្រតិយាខ្លាំងទៀតហើយក៏បានត្រាស់ថ្វាយប្រទាននៅព្រះពរហ្នឹងថាយើងឲ្យពរដល់បុត្ររបស់នាងនឹងចំណែកឯព្រះទេវីនោះក៏ក្រាបទូលថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងទទួលយកនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវការបានន័យថាអត់ទទួលពរអ្នកនៅក្នុងគណៈដែលព្រះរាជានឹងទ្រង់ប្រទានពរឲ្យទេគឺនាងដែលជាអ្នកតិមហេសីបន្ទាប់នឹងដែលបានណែយ៉ាងឆ្លើយទៅកាន់ព្រះរាជានឹងថាពេលណាដែលខ្លួនត្រូវការពរនឹងសុំនៅក្នុងគណៈពេលនោះបានន័យថាអត់ទទួលនៅក្នុងពេលដែលព្រះរាជានឹងឯងចង់ប្រទាននៅពរនឹងទេណែតែហើយនៅក្នុងការដែលព្រះរាជាអរោះចម្រើនវ័យហើយទៀតក៏នឹងបានទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេធិព្រះអង្គកាលពីមុនមកនោះគឺបានប្រទាននៅពរនោះដល់ខ្ញុំម្ចាស់នៅក្នុងវិលាដែលបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រសូតនឹងដូច្នេះហើយណែខ្ញុំម្ចាស់នឹងក៏មកសូមណែពរអំពីព្រះអង្គនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងព្រះរាជាទីនៅរាជសម្បត្តិនឹងដល់បុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់ចុះតែសំបីតបរិជាទៀនទ្រួងហាមទៀននៅក្នុងនឹងបុតយ៉ាងណាអីក៏ដោយទៀនដូចជាដែលទ្រួងហាមថាបុតយើងទាំងពីរតែបុតយើងទាំងពីររបស់យើងជាអ្នករងរឿងដូចជាកំណោភ្លើងយើងមិនអាចឲ្យរាជសម្បត្តិនឹងដល់សុរិយកុមារនេះបានទេណែគឺចង់តែដឹងថាបរិជានឹងឯងគឺមានណែដែលមាននៅមហេសាសកុមារនឹងមួយណែនឹងប្អូនថាគណិតភិតានឹងមានថាប្អូនរបស់យ៉ាងមហេសាសកុមារនោះគឺឈ្មោះចន្ទកុមារនឹងឯងណែគឺដោយថាខ្លាចរអាចំពោះនឹងបុត្រទាំងពីរនឹងតែពេលដែលនឹងអគ្គមហេសីទី2នឹងឯងបានមកសុំនៅពោនឹងនៅក្នុងកដាក់ពេលនោះទៀតដោយទ្រួងឃើញនៅនាងនឹងឯងដែលសុំអង្វរអញ្ចឹងទៅក៏ទ្រួងពេះតម្រែថានាងនេះគាត់បីធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់បុត្ររបស់យើងនឹងទៅក៏បាន
Nhảy, trong ta ở hai nơi đi cho bọt tiếng pi mô thay của bạn là tha mà nếu bọt tiếng pi bây đà nâng bàn ở bố được nông pê đại sổ để dạ nâng cụ mà nâng bà sổ ấy lần ní, miệt đà rồi bỏ kế nữa một sông tự tu bố cứ sông mà đi xuống bạc đàm bây sổ để dạ cụ mà nâng bây đà nâng mình chọn ở đó kế thế tại miệt đà rồi bỏ kế nâng ai thua nó sẽ đầy ổn tại đó bọt tiếng pi bạn nè đôi chân này đứng chỗ bọt tiền pí nè từ nơi nông bê sân cho nàng chạm ẩn bị bày đá sầm bọt nó tận lọc một vô đi sầm bạc cho nàng từ về đã về đi chia miền về cho ông ca đôi chân này hỏi nó có ba bệnh chưa nơi nàng mà hay xa xa của ma nàng chạm cỡ của ma nàng ấy tự căn bê dần từ chỗ này ai so với dạ của ma nên cứ chỉ nè bật lên li nơi nàng về đi chỉ liền nàng khương về đi chỗ của ma tiền pí nàng thay bằng cung đời bề bày đa chẳng có ban dương cho cha và xa đến nâng hai cửa chênh nâng tư chủ mùi cổ ma tiền pi nâng đại nên chất lực nông bệnh đa nây cổ ma tiền bay và ông nè nâng sông ca đại đang sạch cho từ căn hâm bảo quan bật tê nâng bảo phô tì sát nâng cổ kê chênh bi phá nâng kê nực quân nè nử lưu quân chư mùi đau chân tư hai cổ ba trang tư căn sổ rỉa cổ ma thà nê bốn bốn anh cho từ căn xa nô chó đằng hơi nó có đằng một tật hạt tật phong tới đằng ruột hơi cổ đằng cạch đất sạch chuột đằng đạn tật cạch đất sạch chuột đạn tật đằng dột một ảo bong tiền pi phong để chỗ này ai được non sạch luôn nó cứ miên à đẹp tật mùi đền miên à đẹp tật mùi đằng ấy đại đã xa được non tì nó cứ ban ca được nhá đồng pi đằng sạch về sự hoàn và cứ sạch diện đằng ấy nè nè ấy đại vi sự quan nâng có ban tra tự can ở đệ tự nâng thề nâng vi chun đại đăng nơi tế vợ thua tay bản nọ chun đợt tế nâng đại cho can sanh lúc nè ai ai tụng pi si nơi chun tự ngon nơi bàn và đây là đại vi sự quan nâng ban tra tự đo đệ tự nâng thề bao bộ quần nam bản miền nơi tế vợ thua tế nè cho đệ nâng ấy tụng pi si chạm nơi bộ quần nô si cho bạn thái bảo tha bộ cua na miên tê bảo thua được nông khôn nè nâng ánh vì bóng bàn ai nè thưa bạc nơi chân được ngọn được bàn thì nè anh chẳng chặt tăng tay bị pê đúng mô thế nè đẹp tật có tay thể su nơi tê bảo thua nâng chung bố chân tương lai đai một đo sạc tật đồ ai chân đấy chữ ca nâng pê để su hai nâng nàng pê để mở nô tương ngọn nô mình đăng thế nàng đẹp tật nâng của ban nâng chặt nơi nhưng mà nô đại cho tật cam sa đang ấy tùng pia si từ đang bị pro thai mạnh đăng đầu tiên và thua đang chỗ này ai đang soi dạ cổ ma đến mình ban bị cha rồi na được non sa đâu nâng ở đằng chợ cho bà nó có cho từ đằng pia để cho tật hai nó tự đẹp tật nâng ai su nên su thả để nè ai đang chạy tiêu và thua tê đang soi dạ cổ ma nó có sao thá bè chánh đằng bè tết một thà tê và thua đặc nông kia nó thế là đẹp tật nâng nâng cổ ba hạng phố nâng sợ dạng cổ ma thà nẹ ấy nâng mạnh đăng nâng tê và thua tê nâng hơi nâng cổ tiên chạp nư nâ sợ dạng cổ ma nâng ấy cho tật nông phố bà bọc luôn nè vì nó thả đẹp tức nó cứ chỉ đẹp miền tiêu và thua đại trên đất nông khu nữa nè nằm chùm này ai bà bộ tỷ sát cho nó rung trăm nè nơi sorry dạ cổ ma nâng du bê tớ có mình khơi ấy đâu ta mình khơi nâng cổ ban pra nơi ở cái nơi tập hiệp ta bà đây ta dựng ôn rồi bó lưu nâng tớ tiệt nên xong bây tại nâng trăm kẻ cổ ma nâng ai thêm tớ nâng cổ tớ ở đẹp tức nâng su tha nè ai nâng đăng được tiêu và thua đại tiệt nâng chân đẹp của mà nó có cháu thả tư tiền bún chmô tha tê và thù nâng đẹp tự đăng thả chân đẹp của mà nâng ấy mình đăng nợ tiêu và thù có chạp vô chân đẹp của mà nâng ấy tự nông thì phục bọc lùi tự tử nè chôm nay ai bà bố tí sát nè bà bố tí sát nâng ca đai mình khơi nên xong bây thầy sổ để dạng của mà nâng chân đẹp của mà tỏ lọc mọc quên nó có cực tha và có chữ miền ông ta ra nè kịch nó nên nâng có kịch hẹp và cắt chữ miền an ta rai chữ mạnh khan nè từ nâng có nâng bệnh bộ tỷ sát nâng có riêng từ đau bọn ai thì từ khơi tới xa nam trường trọng bằng tác mạnh bạn khơi tới xa nam trường lòng tỷ sát có ban chế điệp nâng thả xa nên được cắt chữ miền là đẹp tức nâng huông hay thay là xa mạnh khan nâng hỏi của nông nông bệnh đồ nâng bệnh bộ tỷ sát nâng có ban hốt và khan chênh móc chỗ nâng có bài mọt xa nâng
ណាចំណែកអរិយទឹកនឹងពេលដែលបានឃើញព្រះពោធិសត្វនឹងមិនព្រមចុះក៏ខ្លែងភេទជាអ្នកដាវព្រៃណាធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកដាវព្រៃអញ្ចឹងទេបានបពោលប្រសាយជាមួយនឹងណាព្រះពោធិសត្វថាមនាលបរោះដល់ចម្រើនអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនឹងហត់នឿយហើយមិនក៏មិនចង់ស្រះទឹកនេះដើម្បីងូតដើម្បីផឹកដើម្បីទំពាឲ្យស៊ីនៅកៅឈូគ្រូក៏ថាបដាប់ទៅផ្កាឈើទៅទាំងព្រះពោធិសត្វនោះគ្រាន់តែបានឃើញនៅបរោះនោះភ្លាមទៀតក៏ព្រះពោធិសត្វនឹងជ្រាបថាបរោះនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេបរោះនេះគឺជាយក្សទេតានឹងទៅបាននឹងត្រាស់ទៅកាន់នឹងបរោះនោះថាអ្នកនឹងចាប់យកប្អូនប្រុសទាំងពីររបស់យើងឬនឹងយ៉ាងនោះក៏ឆ្លើយថាអើខ្ញុំជាអ្នកចាប់ប្អូនប្រុសរបស់លោកមែននឹងព្រះពោធិសត្វនឹងក៏សួរទៅទៀតតើអ្នកនឹងចាប់ធ្វើអ្វីនឹងយ៉ាងថាខ្ញុំមានសិទ្ធចាប់អ្នកដែលចុះកាន់ក្នុងស្រះនេះនឹងព្រះពោធិសត្វក៏សួរទៀតហើយចុះអ្នកឯងចាប់នៅមនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងឬក៏នឹងមានវានៅបុគ្គលណាដែរយ៉ាងនឹងក៏បានឆ្លើយថាណែខ្ញុំនឹងមិនមែនចាប់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នានោះទេណែគឺមានបុគ្គលខ្លះណែខ្ញុំអាចវាមិនចាប់បានដែលជាអ្នកដឹងនៅទេវធัวនឹងចំណែកឯមនុស្សដ៏សេះសល់ជាអ្នកមិនដឹងនៅទេវធัวខ្ញុំនឹងចាប់ណែខ្ញុំនឹងចាប់នឹងព្រះពោធិសត្វនឹងក៏សួរទៅទៀតហើយចុះអ្នកត្រូវការទេវធัวឬណែនិយាយថាមែនដែរខ្ញុំត្រូវការនឹងព្រះពោធិសត្វក៏សួរទៅទៀតថាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្ដែងទៅទេវធัวឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងយកថាបើចឹងដូច្នោះសូមលោកនឹងពូលនៅទេវធัวចុះតែព្រះពោធិសត្វក៏បានសម្ដែងថាខ្ញុំនឹងមានខ្លួនសៅម៉ងមិនអាចសម្ដែងបានទេនឹងទឹកក្នុងគណៈពេលហ្នឹងទេទើបយកនឹងឲ្យនៅព្រះពោធិសត្វទាំងឯងងូតទឹកផឹកទឹកដែលគូផឹកហើយក៏អញ្ជើញនៅព្រះពោធិសត្វឲ្យឡើងកាន់នៅលើបល្ល័ង្កនៅក្នុងកណ្ដាលមណ្ឌលដែលនៅខ្លួនតាក់តែងទុករួចហើយក៏អង្គុយទីបាតមូលនៃព្រះពោធិសត្វទៀតនៅក្នុងគ្រានោះដែរទៀតព្រះពោធិសត្វនឹងក៏បានប្រាប់ទៅដល់យកនៅថាអ្នកឯងនឹងចូលស្ដាប់ចុះនឹងយើងនឹងសម្ដែងនៅបទធัวតែអញ្ចឹងទៅក៏នឹងព្រះពោធិសត្វនឹងព្រះពោធិសត្វទាំងលោកក៏បាននឹងលើកឡើងទៅនៅព្រះគាថាដែលនឹងលោកបានសម្ដែងថាអ្នកប្រាជ្ញនឹងហៅអ្នកដែលដល់ប្រមដោយហេរៈនឹងអត្តបៈជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំហើយនៅក្នុងធัวជាអ្នកស្ងប់ស្ងៀមជាសប្បុរសថាជាអ្នកត្រួតត្រងនៅទេវធัวក្នុងលោកហេរៈអត្តបសម្បន្នាសុខធម្មសម្មាហេតាសន្តោសម្បរិសាលោកេទេវធម្មេតវុជរេណែអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈពេលដែលព្រះបរមពោធិសត្វលោកបានណែសម្ដែងនៅពធัวណែសម្ដែងនៅពធัวដែលតេតតួងអំពីទេវធัวណាណែតែដែលតេតតួងអំពីទេវធัวអញ្ចឹងទៅពេលដែលនឹងយកអរិយទឹកដែលបានរក្សាណែអរិយសអរិយទឹកឬថាយៈហ្នឹងឯងនឹងដែលរក្សានៅក្នុងស្រះនោះទៀតបានស្ដាប់នៅពធัวទេសនាហើយដឹងតែក៏កើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បានពោលទៅកាន់ព្រះពោធិសត្វថាដែលបបិទ្ធបណ្ឌិតខ្ញុំជ្រះថ្លាចំពោះលោកខ្ញុំនឹងឲ្យប្អូនប្រុសទាំងពីរណែទៅលោកនឹងលោកត្រូវការប្អូនប្រុសរូបណាអ្នកបណ្ឌិតថាឲ្យនៅទាំងពីរប៉ុន្តែសុសិទ្ធថាតើនៅណាលោកបណ្ឌិតនឹងត្រូវការនៅប្អូនប្រុសមួយណានឹងព្រះពោធិសត្វក៏នឹងបានឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវការប្អូនពៅនឹងចឹងទៅក៏នាំប្អូនពៅនោះដែលឈ្មោះថាណែសូរិយៈកុមារនឹងឯងមកនឹងចឹងទៅគឺយកមកទៅនឹងយ៉ាងនឹងក៏នឹងពេលដែលបានដឹងនៅទេវធัวទាំងក៏ណែប៉ុន្តែបានដឹងនៅទេវធัวប៉ុន្តែมันបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទេវធัวហ្នឹងទេណែអត់បាននឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទេវធัวហ្នឹងទេទើបបានសួរទៅទីនឹងយ៉ាណែបានន័យថាយកបានស្ដាប់នៅពេលធួននឹងហើយប៉ុន្តែมันបានប្រព្រឹត្តដល់มันបានប្រព្រឹត្តនឹងពពុទ្ធិសាស្ត្រនឹងក៏សູ້ហើយគេបានតែអ្នកมันប្រព្រឹត្តនៅទេវធัวណែយកនឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងជាអ្នករក្សានៅកម្មណែជាអ្នករក្សានៅកម្មនឹងពីព្រោះថាខ្ញុំដែលចាប់នៅប្អូនប្រុសទាំងពីររបស់នឹងលោកនឹងណែដែលណែចាប់យកទៅសម្រាប់បរិភពនឹងគឺណែចាប់នៅបុគ្គលណាជាអ្នកមានកម្មទេតាណែទើបព្រះពោធិសត្វត្រាស់ថានេមនីយៈយើងដឹងទាំងទេវធัว
ដែលទាំងការប្រព្រឹត្តនៅទេវធម៌តែនឹងយើងនឹងក៏បានចូលមកកាន់ព្រៃនេះពីព្រោះតែអាស្រ័យនៅក្នុងបងប្រុសទៅរបស់យើងណែដែលនៅក្នុងពេលដែលបកូនប្រុសទៅនឹងគឺមេត្តារបស់បងប្រុសរបស់យើងនឹងបានទូសូមរីសម្បត្តិអំពីបិតារបស់យើងទាំងពីរណែបិតារបស់យើងទាំងពីរនឹងបានន័យថារបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍និងរបស់ចន្ទកុមារនឹងឯងនឹងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសន៍លោកសម្ដែងទៅទីថាយើងនឹងគឺប្រាថ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បងប្រុសនោះឯងប៉ុន្តែបិតារបស់យើងមិនទ្រង់ប្រទានឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងនឹងមកអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការនឹងតាមរក្សានៅយើងទាំងពីរចឹងកុមារទាំងអស់នោះទីពេលដែលនៅពេលដែលបានឃើញណែខ្ញុំនឹងឯងមកកាន់ព្រៃនេះហើយក៏បាននឹងមកជាមួយនឹងផងដែរការបើខ្ញុំពោលថានឹងយកមួយនៅក្នុងព្រៃស៊ីបងប្រុសទៅនោះនរណាក៏មិនជឿដែរនឹងពីព្រោះតែបើសិនជាខ្ញុំមិនបាននាំបងប្រុសទៅទៅកាន់លោកកុវិញទេប្រកាសជានឹងមានពាក្យលើកឡើងថាតែយើងនឹងឯងសម្រាប់នៅសុរិយកុមារនោះជាមិនខាននឹងប្រតែខ្លាចនៅការតេះឌីលអំពីសំណាក់នៃបុគ្គលដតេទៅខ្ញុំត្រូវការនៅបងប្រុសទៅតែម្នាក់ណែអញ្ចឹងអត់ត្រូវការនឹងចាត់តកុមារទេនឹងអញ្ចឹងពេលដែលក្នុងគណៈពេលនោះទិនយៈនោះក៏បានស្ដាប់ព្រះពោធិសត្វបាននិយាយរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅក៏កើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងក៏បានពោសរសើរថាបបពិតអ្នកជាបណ្ឌិតអ្នកបានដឹកដល់ទេវធម៌ថែមទាំងដឹកដល់ការប្រព្រឹត្តដោយល្អនៅក្នុងទេវធម៌ទីផងដូចចុះខ្ញុំនឹងឲ្យនៅបងប្រុសទាំងពីរដល់អ្នកយើងទៅនៅក្នុងគ្រានោះដែរព្រះពោធិសត្វនឹងក៏បាននឹងសម្ដែងនឹងអពីតុនៅក្នុងទេវៈជាយៈហើយនោះក៏ញ៉ាំងយៈនឹងឯងឲ្យតាំងនៅក្នុងសាល5ណែជាអ្នករសាសាល5ណែនឹងសំបីតែសត្វតេរិឆាហ្នឹងអយៈហ្នឹងក៏ណែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាល5ដែរព្រះពោធិសត្វដែលមានការអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃនោះទៀតបានទទួលនៅការរសាយ៉ាងល្អប្រសើរអំពីយៈឬក៏ថាអរិយទឹកនោះឯងទៀតនៃការដែលព្រះបិតាដែលនៅសោយទីបង្គត់ទៅនឹងក៏បាននាំយៈហ្នឹងឯងទៅកាន់ក្រុងពារាណសីនឹងដែរទៀតនៅបានគ្រប់គ្រងនរាយសម្បត្តិហើយនឹងក៏បរិជ្ជទានតំណែងជាឧបរាជនឹងដល់ចន្ទកុមារបរិជ្ជទានតំណែងជាសេនាបតីដល់សូរិយកុមារហើយក៏បានឲ្យគេកសាងនៅទីដែលណាបានន័យថាទីនៅនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយហ្នឹងគឺដល់យៈហ្នឹងឯងនឹងហើយក៏បានធ្វើឲ្យយៈនោះឯងឲ្យដល់នៅភាពជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរពោលគឺជាអ្នកដល់ព្រមទៅដោយលៀបណាជាអ្នកដល់ព្រមទៅដោយលៀបសក្ការៈជាច្រើនណាណាតេរេលៀបហូហ្នឹងនឹងបានន័យថាលៀបដល់ច្រើននោះក៏បាននឹងប្រកាសកើតឡើងទៅដល់យៈហ្នឹងឯងដល់យៈហ្នឹងណានឹងហើយនៅក្នុងកណៈពេលនឹងដែលជានឹងបានទាំងអាស្រ័យនៅក្នុងក្រុងពារាណសីហើយក៏នឹងបាននឹងការដែលបានន័យថាបានការគោរពរាប់អានអំពីព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហើយនឹងក៏រស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយទីនៅក្នុងទីនោះទៅវាបងចេញអំពីស្រះទឹកនឹងឯងទៅនៅឯក្រុងពារាណសីហ្នឹងណាតែនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ទាំងពហុអពន្ធិកៈភិក្ខុទាំងតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាដែលភិក្ខុដែលឈ្មោះថាជាអ្នករសារនៅភន្ធិកៈចាស់នោះគឺពីដើមឡើយនោះគឺធ្លាប់កើតជាណែធ្លាប់កើតជាយៈឬក៏ថាជាអរិយទឹកនឹងប្រមាណ12ឆ្នាំនឹងណែហើយដល់តែព្រះទៅមានរូបិកនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណានៅពធពុពកម្មរបស់ភិក្ខុនោះក៏ព្រះអង្គទ្រង់នឹងបញ្ជុំនៅជាដកនៃសន្តថាអិមង្គធម្មទេសនាអរថ្វាជាតកាំងសមោធានេសិតតាសោនិងតេកអរកសោពហុភន្តិកភិក្ខុអហោសិសូរិយកុមារោអានន្តចន្ទកុមារោសារីបតោមហេសាសិកុមារោអហមេវីតេនឹងបងត្រងនឹងប្រជុំនៅជាដកហ្នឹងណែប្រជុំជាដកថាណែតេកអរកសោរិញរក្សាណែរិញរក្សានៅស្រះទឹកនោះបែរនេះថាអរិយទឹកនេះគឺថាអរិយទឹកនោះទៀតនឹងក៏បានមកហើយនឹងអាហោសិកនឹងអាហោសិកនឹងក៏បានមកហើយពហុភន្តិកភិក្ខុគឺភន្តិកភិក្ខុនឹងឯងនឹងសុរិយកុមារោរីសុរិយកុមារក៏
ban mok hai in a hao set ban mok hai a nam tu chi pre a nam chang te ko ma rao ri chang te ko ma a hao set ban mok hai sarai pot tao chi pre sarai bot na mahesa sak ko ma rao ri mahesa sak ko ma na a hao set ban mok hai a han me vi te ku ta tha kut nang ai na da bong nang tro sam dai na neu pa chum chi da nang te dam bai ot dang rit nang pa ro chpu bhikkhu nang dai che niak mien phuan dea chran hai na pa prut te neu knong thua dae na man ku khmas man ku khlai ឯងចឹងនៅក្នុងទេវធម៌ហ្នឹងគឺណែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់បីប្រព្រឹត្តទៀតណែសល់តែឡើងតែកើតឡើងបានដោយសារតែយើងនឹងឯងមានហេតុនឹងអត្តបៈនឹងឯងដែលជាទេវធម៌នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានពេលព្រោះតែទេវធម៌ទាំងពីរនេះគឺមិនអាចអត់គ្នាបានទេណែមិនអាចអត់គ្នាបានទេបាទនេះថាខ្លាក់ខ្មាស់តែដាក់ខ្មាស់ហើយគឺត្រូវតែខ្លាញ់នៅក្នុងតង្វើដែលខ្លួនដែលខ្លួនកំពុងប្រព្រឹត្តឬក៏ថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តមកហើយនឹងខ្លាចនឹងមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តទៅទីទេនឹងហេតុតែនៅក្នុងនឹងទេវធម៌ទាំងពីរដែលមានហេរៈនិងអត្តបៈនឹងធម៌នឹងអាស្រ័យគ្នាប៉ុន្តែចែកដាច់ពីគ្នាចែកដាច់ពីគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងហេរៈហេរៈនឹងគឺជាសេចក្តីខ្មាស់អញ្ចឹងសេចក្តីខ្មាស់នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនៅខាងក្នុងហៅថាអច្ឆុតថាអច្ឆុតថាសមុទ្ឋានបាទនេះថាជាហេតុដែលកើតឡើងខ្មាស់ណែបាទនេះថាខ្មាស់នេះដូចទីគឺកើតឡើងពីក្នុងចិត្តហ្មងនឹងមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តមិនហ៊ានធ្វើតទៅទៀតនៅទង្វើមិនល្អអីយ៉ាងណាអីជាដើមក្តីនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅទៅក្នុងសង្គមគេមិនរាប់រកអីជាដើមក្តីនឹងគឺខ្លាចមកពីខ្លួនឯងតែតែម្ដងណែខ្លាចពីខ្លួនឯងនោះគឺខ្មាស់គេគឺផុសចេញអំពីចិត្តខ្លួនឯងចំណែកឯអតបៈនេះគឺជាបរិហិទិសមុទ្ឋាននេះបែរនេះថាជាហេតុដែលកើតពីខាងក្រៅណែបើខ្លួនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទោសទុនណាមួយដល់ថ្នាក់នៅណែដែលច្បាប់ណែបែរនេះថាដល់ទោសមានទោសប្រំបទានអីជាដើមបែរនេះហ្នឹងគឺនឹងមានបរិជាណែមានបរិជាណែឬក៏ថាតឡាកាញ៉ែឬក៏ថាតឡាការនឹងឯងគេចាប់ទៅធ្វើតួតុននឹងអីជាដើមនឹងមាននឹងដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីជាដើមក្តីឬក៏ខ្លាចអំពីបុគ្គលដទៃនឹងគេមកវាយតប់នឹងដល់គេខឹងសម្បាទៅក្នុងពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទង្វើមិនល្អអីយ៉ាងណាអីជាដើមក្តីណែអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលហេតុទាំងពីរនោះគឺមានហេតុអរិយហ្នឹងគឺជាហេតុដែលកើតខាងក្នុងហើយអតបៈហ្នឹងគឺជាហេតុដែលកើតខាងក្រៅទៅហៅថាហេតុអរិយនឹងអតបៈនឹងហេរិនឹងអតបៈនឹងបានន័យថាធម៌ទាំងពីរនឹងគឺមិនអាចខ្វះគ្នាបានទេតែអាស្រ័យគ្នាជាអ្នកជាការណែនឹងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះដូចមានប្រភពទៀតព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនៅពធួរដល់ដល់ណែបរិស័ទទាំងឡាយដែលមាននឹងភណ្ឌិកៈភិក្ខុណែពហុភណ្ឌិកៈភិក្ខុគឺភិក្ខុអ្នកមានភណ្ឌៈច្រើនអីជាដើមក្តីហ្នឹងក៏នឹងព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកានឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុកាលមុនអ្នកស្វែងរកនៅទេវធម៌ដល់ព្រមដោយហរិយនឹងអត្តបៈតែងតែត្រាច់ទៅដូច្នេះណែនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចង់បញ្ជាក់ថាភណ្ឌិកៈពហុភណ្ឌិកៈភិក្ខុហ្នឹងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននោះគឺដោះនៅជីវរចេញដល់សល់ស្បង់តែមួយហ្នឹងតែអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ណែសម្ដែងថាអ្នកហ្នឹងមិនមានការខ្មាស់មិនមានការខ្លាចណែអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកហ្នឹងខំណែប្រព្រឹត្តស្វែងរកនៅទេវធម៌នៅប្រមាណអត់10 2ឆ្នាំមកហើយហេតុអីបានថានៅក្នុងកាលឥឡូវនេះអ្នកប្រកាន់យកដោយទំនោរនេះទៅទៀតណែពីដើមឡើយហ្នឹងមិនដឹងថានឹងពីដើមហ្នឹងដែលមានការដែលស្វែងរកនៅទេវធម៌អស់12ឆ្នាំហ្នឹងពីព្រោះចង់ដឹងនៅក្នុងទេវធម៌ណែចង់ដឹងនៅទេវធម៌ហើយដល់អត់តែឥឡូវនេះណែជាអ្នកប្រកាន់នៅទំនងដូចនេះទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាពីមុនហ្នឹងអ្នកខំស្វែងរកនៅទេវធម៌ហើយពេលដែលអ្នកបានដល់នៅទេវធម៌ហើយហេតុអីបានតែអ្នកនៅតែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបណ្ដៃថាក៏ប្រែទៅក្នុងការមិនខ្មាស់មិនខ្លាចទៅតទៅទៀតនឹងដែលមានការដោះនឹងជីវរចេញនឹងឈរនៅកណ្ដាលនៃបរិស័ទទៀងពួងហើយក៏នឹងពោលពាក្យនៅចំពោះមុខទៅថាគាត់ថាខ្ញុំជាអ្នកប្រាថ្នាតិចខ្ញុំជាអ្នកប្រាថ្នាតិចឈ្មោះថាយ៉ាងនេះគឺបានធ្វើដោយកម្មមិនសមគួរណាបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាជាសមណៈមិនមែនដោយត្រឹមហេតុតែហាមនៅសម្ពតសាដកជាដើមទេណែបែរនេះថាសាមណៈជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅពធោះណាបើថាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការលះបង់មិនមែនលះបង់នៅសម្លៀកបំពាក់ចោលដែលមានសម្ពត្តិនិងជីវរអីជាដើមដែលមិនស្លៀកដណ្ដប់ដើរទៅខ្លួនទៅទេនឹងមាននឹងការ
ណាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសេចក្តីខ្មាស់បាបនៅក្នុងសេចក្តីខ្លាចមិនខ្លាចមិនខ្មាស់នៅអំពើនឹងបាបនោះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គតែសំដែងដល់ពួកវិខទាំងឡាយនោះគឺមានបរិខាដល់សំគូនឹងទៅជាអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមណភាពនឹងមានន័យថានឹងជាអ្នកគ្រប់ដណ្ដប់នៅជ័យវរប៉ុន្តែមិនជាអ្នកលោភលន់នៅជ័យវរហៅថាជ័យវរៈសន្តោសៈផងនឹងបណ្ឌបាតៈសន្តោសៈផងសេនាសនៈសន្តោសៈផងណែតែអញ្ចឹងមែនដែរព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅនៅក្នុងសេចក្តីសន្តោសនឹងឯងក៏យើងនឹងឯងគប្បីនឹងជាអ្នកពិចារណារឿយរឿយទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលើកឡើងប៉ុណ្ណេះគឺចង់បញ្ជាក់ទៅក្នុងនឹងសមណសច្ចៈបុត្រទាំងតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងគប្បីជាអ្នកនឹងមានការខ្មាស់មានការខ្លាចចំពោះនឹងខ្លួនឯងនឹងចំពោះអ្នកដទៃនឹងទៅជាការល្អនឹងទៅជាការប្រសើរនឹងដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តទៅណែកោចកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងទៅព្រះអង្គណែត្រង់ណែសំដែងនៅពធัวនឹងដែលណែសមណៈនឹងមិនជាអ្នកដែលណែប្រាថ្នាបាច់ហើយនឹងលះបង់នៅចៃវររបស់ខ្លួនឯងចោលនោះទេណែនឹងនៅក្នុងភាសាបាលីលោកសំដែងថាហាមនៅសម្ពុតនឹងបាហាមសម្ពុតហ្នឹងមានន័យថាលះបង់មិនដណ្ដប់ហើយដល់តែមិនដណ្ដប់នៅចៃវរមិនដណ្ដប់នៅសម្ពុតហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដូចជាពួកអាចារ្យទេតែពួកអាចារ្យពួកនិក្រិតដែលដែលថៃទេដែលនឹងជាអ្នកនឹងប្រកាន់មាំនៅក្នុងមជ្ឈាតថេរបស់ខ្លួននឹងមិននឹងស្លៀកដណ្ដប់ណាមិនស្លៀកដណ្ដប់នៅណាសម្ពុតអីជាដើមក្តីនឹងឲ្យសាសនានិក្រុនសាសនាអាចិលនេះនឹងណាមាននៅសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយក៏មាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគេណាឲ្យឈ្មោះថាជាសាសនាចិនណាសាសនាចិនហ្នឹងគេធ្វើរូបធំណាគេធ្វើរូបដ៏ធំទៅហ្នឹងគឺមានពិខុសំអង្គះនឹងនិមន្តទៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនឹងអាចបានស្គាល់នៅរូបសំណាក់ដូចជារូបសំណាក់នៅក្នុងប្រទេសណាឥណ្ឌាអីជាដើមក្តីហ្នឹងណាវិខអង្គះហ្នឹងណាចលំស្មានថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងពីព្រោះថារូបដែលគេធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងមានឆោពន់អីចឹងហើយដល់តែអ្នកមិនដឹងទៅរបែងថ្វាយគុំណាដល់តែចូលទៅមើលចិត្តហ្នឹងទើបដឹងថាគេធ្វើរូបសំណាក់នោះគឺណាជារូបសំណាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអត់មានស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតអីទេនឹងបណ្ដៃថានៅខ្លួនទៅទេណាណាគឺនៅខ្លួនទៅទេនឹងឯងគឺមិនស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតអីនោះទេនឹងទៅព្រះនិមានប្រភេទនឹងតែនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះរូបចម្ពោះនឹងពហុនឹងផលតិកវិខនឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាអ្នកបងក្នុងសម្ដែងថាអ្នកនាងកិច្ចរិយាអ្នកចដាអ្នកបង្ការនានាសកានឹងតាមទិលៈសាយិកាវីរៈជួចលាំងអុកកុនឹងដេកបធានាងសោថេនតិមច្ចាំងអវិតកអវិតិណកម្មខੰនឹងដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការប្រព្រឹត្តអាក្រាតកាយការតុកសក់ការដេកនៅលើភួងមិនបរិភោគបាយដេកនៅលើផែនដីប្រដាក់ខ្លួនទៅដល់ធូលីជាយាមអង្គុយច្រហោមិនអាចញ៉ាំសាច់ដែលមិនទាន់ឆ្លងផុតណែពោលគឺណែមិនអាចកាត់ដល់សេចក្តីសង្ស័យឲ្យស្អាតបាននោះទេណែអញ្ចឹងណែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដែលមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើថានឹងជាសមណៈសក្តិបុត្រមែនគឺមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះទេណែមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះទេដែលនឹងព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្ដែងថានីនីអសកាហ្នឹងគឺនឹងបានដល់ការហាមឃាត់នឹងបានដល់ការហាមឃាត់នឹងការបានន័យថានឹងការដេកនៅលើផែនដីបានន័យថាហាមឃាត់នៅចៃវរមានសាដកអីចាំផងហើយក៏ជាអ្នកដេកនៅលើណែដេកនៅលើដីនឹងដេកផ្ទាល់នៅលើដីហ្នឹងនឹងតੰឌិលៈសាយិកាហ្នឹងគឺដេកនៅលើដីណែដេកនៅលើដីឬក៏ថាដេកទៅលើផែនដីនឹងឯងនឹងដែលប្រឡាក់ទៅដោយធូលីណែប៉ះពាល់ដល់សរីរៈផងដោយអាការៈគឺដូចជាការលៀបដោយភក់
nên đôi chỉ ca liệp đòi phụ chân đang chân kệ để ra để cho tự trò truông nơi thu ly nó cứ để cho làm cử bà này cả thu ly được anh vừa bỏ và lại bên chẳng lưu nên chân dạy cây chi chiêm đại bộ của ban và rộp hai nữa đau thiêu viện chuyện này ông cô trò hong cái đây đây cho mọi thẻ nâng ốc cộng để cặp và thiền năng kệ để ra tam tục được ẻ để ra bọt trò hong nâng ông cô trò hong ấy nâng chìa rưu 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 trong sự này thì các bộ bệnh bạc này mình ai vừa ở sát bò để sọt bà này mình ai vừa ở sát nâng anh nâng bò để sọt ở bì cắp mà cái này bà thì bố cứ trở tại miền ca chênh chạc nâng cái miền ca chênh chạc đòi nâng ca bà để bạc nâng giang lọ được nông vọt để miền nâng ca xong hà tiên của bệnh tư được nông vọt nà mùi nâng đại nâng chữa hát ở đó là nào sẽ đây xong sẽ đây chúng ta về cha nơi ca bộ bệnh nơi không sập hiếp chưa mà nuôi ác ca đây chuyện đau nâng đồng mê nâng chuyện nè vua nơi không sập mà tật hệ nâng hay bà tham mân bộ bệnh nè từ tam nâng cô thôi được bệnh đồng minh bệnh hiệp và ông tuôn ao sầm đáy sầm ma tiêm cam vô nơi quạt bà để bạc nào mùi tế bộ cô đồng minh tài ca vua khó nâng miền ca vua khó miền ca khơi phong chẳng nên ai bộ cô nội anh tay để bán nơi ca lộng bạc cái chàng ca lộng bạc này trong bệnh đồ miên bệnh viện nó có ông truồng khơi nực nông ca bạn để bạn tử vong võ ông tức bảo ông truồng về cha ông bị áp tắc cái lệ mà tha để dụ kiện cứ lời đại bộ có nực nông ca thừa khứu nói đó nó sẽ đây lùng bạc nè bộ sa sna đó tây để miên ai cha sang chê ấy chỉ đau bộ rủ với là ca sập tại ấy chỉ đau rửa thà cha để chuyện này vô khó được nâng vật bộ tựa sát sát kê bộ bất nẹ khá nâng cư một cúi nâng lưu lương dân tử nẹ khá nâng anh cư đã vô sống bọ khá nào nâng anh mô trọp nâng ba chừng cuông rồi bỏ kê nẹ khá nâng cúi chỗ hông nẹ khá nâng bộ bất xác mà nạ thua rồi bỏ kê nâng cư nâng anh nâng anh đã chọn chương bà này thầy vô chương nâng anh đã tự lưu các ba sống dông cho cầu nè bà này thầy nâng nẹ khá nâng đọc nạ chọn chương vì trong chữ nâng màu thì thế nâng cao cho màu cao mà chỉ đang gần chắc đó trong dòng này nha ní cứ chỉ hai để nó mà đo nó sẽ đây lùm bà nè chỉ hai để nó mà nó sẽ đây lùm bà nè nâng mình men chỉ cao và bật tới đồng bay ở phát nữ nâng sẽ đây sáng sai lùm bà thế nè được nông nâng sẽ đây sáng sai tương lai đây ở trên đường biên vực hiệp nâng bóng trong ba trang và ca sống đây hai đây chỉ hai để thua ở sát tương lai sát xong nâng bó để sọt bà nâng anh cứu trư nè sĩ đình bọc nè thoa mà đa được nông sập hiệp chỉ ở sát mà nè nâng chia sát mà nè sát sát chạy bọc nâng anh nâng miền cạp bạc bàng nâng sùng buồn nâng miền cạp bạc bàng nâng chỉ vô ấy chỉ đào tổ vật tư được nông nâng ở quạt để bên đường biên rồi bị chuyên bị trao bóng tổ ba trang và ca sầm tay cho mắt của vật tư để miền ca tăng dốt nâng khuôn được thua đọc rồi sao nâng ca sầm ma tiên nâng quạt nà mùi nè nâng nông quạt nà mùi nâng đài nâng chữ kho bạc để bạc để quạt tặng nâng bạc này thà ca bạc để bạc nè cho ca bạc để bạc rồi bóng nâng bộ cua để chỉ nè vật tư ngọc ngạc cha nâng bụ ngọc ngạc chạm nơi cả nạn ấy chỉ đau nên lúc ấy vừa bật tư đập bay xịt đây sọc tại vì già là nâng bèn mà hà ca sụp bạc ở đây bèn xả đây bọt cái đây nâng có lục nâng khi chuyện đẹp vừa bật tư được nông xịt đây ngọc ngạc là bỏ lục nâng bật to vừa bị lục bàn chăn nạn nực hoạt thì rồi hời nâng lục tay tại à say được nông bay nâng bèn mà hà ca sụp bạc nâng lục tay à say được nông bay đây chỉ ti ngọc sát được nông ca vừa bật xả mà nạn thua nè mình chỉ đẹp chỉ lâu chỉ lâu từ đau pu từ đau cái nào pu chỉ đẹp tre on được non ti sẽ là sản nặng ngắt hai co chỉ đẹp tre on được non sạp hiệp chia bộ cuộn ngọc ngắt giang đi hai thứ bộ cuộn đôi ai và bên ai xoay rốt được thua rồi mang thua được clun rồi bỏ clun nữa ao bo để sọt từ bàn đào ca sầm an được chất nâng rồi bỏ clun mình ao cho chụp biển được non pu được non cái nào mình ao cho chụp biển được non nâng ông bật hát bo để sạp từng lai từng pu ấy chỉ đau cái đây nó bên đường biên vực phía bắc trung nè sơ sa ca nơi không nè nơi không ti đã ngọc ngạt bắc trung sơ sa ấy nơi không ti đã ngọc ngạt để bên đường biên vực phía bắc nè miền ca của bên nước bắc của bên đuôi mở khai bắc đăng hai thải ca sai nơi không ti đã ngọc ngạt cứ ai vừa chặt là bỏ một con nốt nè ai nâng mua lọ nâng ao trăng lọ tôi
nâng chìa nẹt đại đầm rong nơi chất đầm rong nơi chất nâng hai thẻ chất tạ trụ cả ta nóng cư đầm rong chất ở trong trời lõ từ đô cua kho bạc đầy bạc nà mùi nâng đôi chìa bị khổ nẹ bộ bệnh nâng nông bệnh là ba thủ đông nâng thật được nông ả nhận cả thủ đông thật được nông nâng cả bộ bệnh can dọc nơi thủ đông nà mùi nâng cư xa mà tiên can dọc nơi nà thủ đông nông hai có rồi bệnh bộ bệnh chẳng đi chìa rưỡi rưỡi rồi mấy cao bộ tư chỉ rươi rươi nâng cứ chỉ nẹ mình lẹ băng chỉ nẹ mình tùm lì cháu nữ nông nè nữ nông xa rồi bọc luôn đẹp luôn bàn hò bà rung nè đẹp luôn bàn bộ tư hỏi nói lọ nâng nẹ đại biên ca bộ tư nè miên ca tạ địa bạc dân nô tay để xu lẹ băng nâng chỉ vượt rồi bọc luôn bàn tay mình hò bạc nữ nâng quân nữ thua nữ nông xa là thua rồi bọc luôn đẹp luôn bàn bộ tư bàn hò bà rung đó lọ dân này thế nè chúng bé đó đó miên bộ phía bảo ông trong xâm nay tra bà ca dẫn đi nó cứ nè trong ở dư school nè nực nồng đừng khó bà để bà đề bảo ông trong bà ca nữ nhạc bọc hơi đừng hơi của bảo ông trong bà nhạc nè nơi ca bà để bà ca đầy thua ôi lùm bà ca ấy dễ đoàn cái nó bảo mình trong ảnh nữ nhạc thì nâng trong bà đọc ông nâng tra đằng nơi sạch chặt thua nâng cứ đôi mê chỉ nghe bà để bà tìa nâng cứ bảo ông chỉ nè bộ phết nâng bà để bà nực nồng thơ của ta nằm bây xoay như rốt nơi nơi bà đen nập tiền nàng mày chỉ biết bà đẻ bà tía chỉ nè chỉ phơi chỉ chỉ phơi đại bà con tự đói ăn than thì cao miệng cú ạ để giàu nàng cứ chỉ phơi nè nàng còn ta hơi bà con tự đói ăn than thì cả mẹ nàng cứ bà con tự đói phơi để miền làm bay bà cá nước để miền sơn mà tự hệ nàng miền sơn mà nàng về cha sơn mà cam ban tao sơn mà ai chỉ vô nàng sơn mà sa tệ sa ma sa ma thị nâng chìa đào chân phá lời tiên bồng bay đó đây bảo ông trung bàn xoay rô khư hơi nâng cư bảo ông đăng thả phá đi nè bộ bệnh tư mình lùm bạc cài phong nè mình trẻ o được nông cảm phong tay chìa phá lời bạc để bắt đọt trong đọt trong trời chìa phá lời bạc để bắt chìa còn ta mình trẻ o được nông cảm hơi có mình thuê khuôn ai lùm bạc nè ai đó ta mình bộ phận tịch non cam mình tre o nơi non cam mình bộ phận luôn ở lồng ba dạng đây hết rồi mang chuyện nhẹ nhàng chặt ở nơi còn đá nơi non mà chỉ miếng và đẹp và tiếc nơi non cam nơi non cam bộ phận sa mà nặng thù nặng đa sa mà nặng sạch chập bật tương lai nắng cu nặng sạch xa do nặng nơi nhà vợ con đi ca đây và ông trong ba trăm và ca sầm đai một chẳng đi nên tầm bay chiều mưa kia sầm ra khuôn này ngay đó tại dương ban được kho bà để ba để sắc xa từ tam về đồ miên được phía nên đây và ông nè ông vì và ông tư nên ấy cứ nơi vợ sầm nè cứ nơi vợ sầm nên ấy nè lục chuyện đẹp propret lục chuyện đẹp pro thì ba tam từ mưa kia đây và ông trong ba trăm và ca sầm đai hai nên đây nên và ông trong sầm đai nè nơi non kho để cu bà để ba để cu nâng bộ phận nâng cứ thơ tệ lẹ bằng trao nên nước nông nâng ca lộp luân ca cho chúng biết nước nông chảy vò bằng đập bát xây na sau này chỉ đam cái đấy nó cứ mình thơ này chỉ đẹp bộ phận tệ o được nông rồi bao nước nông vật thọ từng on đầu tì tì nâng ca đề vị họ từng lai từng ai ban việc bằng nè nơi vật thọ đa từng lai từng tu đa chỉ đẹp mình tệ o cứ nam mình tệ o nước nông liệp sạc cả ra tôi cứ chỉ đẹp nâng bộ phận sẵn đó nước nông nàng vật thọ đệ tam miền tam ba nó đỏ bọc luôn nàng hai cổ nàng chuyện nè bộ phận tư đỏ trăm tư lọ bên đầm bay xoay như rốt nữ nè nữ tư đại đỏ bọc luôn đệ luôn được anh miền cua bẩm non con và than đừng chọn tự nè anh chọn được non ca bạn để ba nè ao đo nữ bộ cua bẩm bay phụ để miền sao ta ba tỉ mẹ sao ta ba tỉ pha sa cả tia kia bị mẹ sa cả tia kia bị pha là na kia bị mẹ anh ấy kia bị pha ra ra tập mẹ ra tập pha ấy chết ao cái nó cứ tới thì nè vô nơi mà chỉ miệt và đẹp và tiền anh ấy một bộ bệnh một bài để bàn một chỉ khó ăn nâng từ ai bộ bệnh từ bàn nâng hỏi đau nơi ti bộ pha này tốt để biên nè bên được biên này chết ao nâng nè nít từ chiều nhưng kho bạc để bắt đầu lo đó và xa thế sầm lạp sạch sẽ bớt để nâng bỏ ông tuôn bàn nè nâng bận bạc tranh ông pi vuông đợt tí hai có bỏ ông này trôi một căn nâng vuông hai tháng tốt thở vuông và đây thầy chịu vuông rồi bỏ về sầm à sầm bột chìm chán nó cứ chuyện đẹp nâng tre on được non vật thọ ta miền ta bàn rồi bỏ luôn hai có chuyện đẹp mình bộ bật tư nã được non sẽ đây lộp luôn nó có phòng đẻ
ទាំងសំបីតែនឹងព្រះអង្គដែលមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះគឺជាវងរបស់ព្រះអង្គតែងតែប្រោះសត្វនិងជានិច្ចជាកាលនៅក្នុងណាព្រះអង្គបានបួសហើយប្រមាណ45ព្រះវស្សានោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បាននឹងសម្ដែងនៅពធัวប្រោះដកសត្វលោកជាច្រើនដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់នៅទុកឲ្យឃើញច្បាស់នៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកឲ្យឃើញច្បាស់នៅនឹងការរំលត់បាំងនៅសេចក្តីទុកឲ្យឃើញច្បាស់នៅមេដែលជាបដិបទានៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានណាអញ្ចឹងព្រះអង្គដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះជារឿយៗនោះគឺដែលសិក្សាទៅតាមណាធម៌នៃព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយហើយក៏ព្រះអង្គយកមកសម្ដែងអនុវត្តដល់សត្វលោកទាំងអស់ទៀតណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅពធัวនឹងដែលប្រោសទៅដល់សត្វលោកឲ្យពិចារណាណានៅក្នុងនឹងសភាពជាសាបណៈនឹងរបដែលដែលជាភេទរបស់ខ្លួននឹងគឺត្រូវប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាណែដើម្បីឲ្យនឹងសំជានឹងសមណៈសច្ចៈបុត្រណែនឹងគឺត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងឲ្យល្អប្រសើរនឹងមិនជាអ្នកណែនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតែបាននៅការសរសើរអំពីបុគ្គលដទៃនោះក៏ទេគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធនៅចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងណែជាអ្នកបំរើនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដោយពិតដោយប្រកបនោះមែនមិនមែននឹងជាការប្រព្រឹត្តទៅនឹងដើម្បីតែការលើកសរសើរអំពីបុគ្គលដទៃដែលជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8នឹងទេពីព្រោះតែលោកធម៌ទាំង8គឺជាធម៌របស់លោកណែធម៌របស់លោកនោះគឺសម្ដៅទៅដល់សត្វលោកនឹងឯងណាជាធម៌របស់សត្វលោកនឹងដែលតែងតែមានការនឹងសរសើរអំពីអ្នកដតីនឹងមកនឹងក៏សប្បាយចិត្តទៅនឹងមានការនិន្ទាអំពីបុគ្គលដតីនឹងទៅក៏មានការអន់សុពន្ធចិត្តទៅនឹងមានការប្រាថ្នាដោយរបស់ណាមួយមិនបាននឹងក៏កើតទុកទៅដល់ប្រាថ្នាបាននឹងក៏នឹងបាននៅសេចក្តីសុខចិត្តទៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណាលោកធម៌ទាំង8មានសុខមានទុក្ខមានសរសើរមាននិន្ទានឹងអីជាដើមនឹងមានយោអត់យោនឹងទាំង8នឹងអីជាដើមក្រៃនឹងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅបែបនេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះដំណៀនរូបភាពនោះទេហើយក៏មិនសមគួរជាសក្ខ្យណាសក្ខ្យបុត្រជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះដែរនឹងគឺជាការនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតែបណ្ដោះខ្លួនឲ្យរួចចំពីភាពក្រីក្រឬថាមានការខ្ជិលច្រអូសចំពោះការងារអ្វីមួយនឹងទើបណែចូលមកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបុគ្គលជាប្រសងអីជាដើមក្រៃនោះនឹងការប្រព្រឹត្តទៅបែបនេះមិនមែនជាហេតុដែលនាំឲ្យរួចចាកទុកទេនឹងសំបីតែយានយោបុត្របរិស័ទទាំងឡាយនោះក៏ដែរត្រូវតែដែរជាអ្នកនឹងមានការប្រព្រឹត្តមានការបដិបត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងក៏ផងដែរនឹងបែបនេះថាញាតិញោមនឹងដែលនៅជាព្រះហៀវានឹងក៏តែងតែមានការត្រេកអរនៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8នឹងក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែនឹងត្រូវដឹងថាវត្ថុទាំងឡាយទាំងពួងដែលមាន8ប្រការនេះពេលកើតក៏យើងត្រូវដឹងពេលរលត់ក៏យើងត្រូវដឹងណែនទៅព្រោះហេតុនោះទើបយើងនឹងឯងបានដល់នៅសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដនឹងបើថាកើតក៏មិនដឹងរលត់ក៏មិនដឹងនេះក៏ណែយើងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសេចក្តីទុកទាំងឯងទាំងដែលនឹងទុកនឹងតែតែកើតមកហើយនៅក្នុងដែលសង្សារវដ្តដែលសត្វលោកទាំងឡាយនឹងឯងអន្តូលវិលវល់តែនៅក្នុងភពតូចទៅក្នុងភពធំអីយ៉ាងណាជាដើមក្តីនោះណែពីព្រោះតែជាអ្នកនឹងសន្សំនៅកម្មជានិច្ចកាលណែជាអ្នកសន្សំនៅកម្មនឹងឯងជារឿយរឿយនឹងប្រាថ្នានៅក្នុងដែលភពទាំង3នឹងតែងតែប្រាថ្នាយ៉ាងនេះជារឿយរឿយនឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយតែងតែប្រាថ្នាហើយប្រាថ្នាទៀតហើយដល់ថាប្រាថ្នាហើយប្រាថ្នាទៀតយ៉ាងនេះណែក៏រមែងណែកើតនៅសេចក្តីទុកណែអញ្ចឹងទុកនឹងវាកើតមកពីការប្រាថ្នារបស់យើងនិងអំពីការស្រឡាញ់របស់យើងណែហើយការស្រឡាញ់នឹងកើតមកពីណាការស្រឡាញ់នឹងវាកើតមកពីការប្រាថ្នាដែលតាមបើយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងក៏កើតឡើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវាកើតឡើងភ័យក៏វាកើតឡើងនឹងសេចក្តីសោកនោះវាក៏វាកើតឡើងនឹងពីព្រោះតែនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីមិនចេះចប់មិនចេះហើយដល់ប្រាថ្នាបាននោះក៏ណែខ្លួនឯងនឹងគិតថាបានសុខហើយនឹងសប្បាយហើយនឹងចឹងទៅក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាសុខចឹងទៅហើយដល់តែប្រាថ្នានៅរបស់ទាំងឡាយឯណាមួយមិនបានណែដល់តែមិនបានចឹងទៅក៏ដល់នៅសេចក្តីទុកចឹងទៅទុកក្រៀមក្រំទាំងប្រព្រឹត្តទៅដូចយ៉ាងនេះជារឿយៗហ្នឹងពីព្រោះតែសត្វលោកនឹងឯងវាស្ថិតនៅក្នុងសំឡាញ់របស់មីណែថានៅក្នុងសំឡាញ់របស់មីហ្នឹងឯងដល់ទៅមីហ្នឹងនៅវាតាកយើង
vì tiện dương mà nói tới nào thì ấy đó tôi bị tiện dương ban hơi hạ đôi tệ là mặt chỗ nó mình là mặt chỗ đi tăng cái vừa kiên co nơi dương á nè trong lo mơ nơi dương nâng ấy đó tự nâng lo mơ nơi dương tới khi là dương nâng anh là miền cẩm nam cao mong chi nâng mình đâu sợ lâu chi sạt từ lâu cái giờ đang cái đứng cổ mặt nó nguyên kiên dương tự nè việc kiên dương từ nè việc kiên dương từ từ đó nó sẽ đây làm năng ăn đôi chi cùng việc cô để kiên cô nên từ đầu ti đồng miền smile đầu ti đồng miền tất để cô đi đi để cô trai o ấy rằng năng ấy trẻ nam đây lắm nè cứ đôi mày một bên tự nhận năng nè cứ đôi mày một bên tự nhận năng năng đây năng mẹ là nè năng cứ tay đây một đặt băng nơi chỉ à dụ chỉ vật là bỏ dương vô cứ đặt nơi chi vật tinh tri được bỏ dương năng ai năng đây nè tay để thôi ở dưới nè anh bảo mấy dịch đây tôi cứ yên tĩnh đi được nông được nông chia được tì tì nè anh chia bệnh to nè anh mình miền Pena đây nè dương nè bảo mấy dịch đây phật tục nộp bàn bị pro tài ca say nè được nông nè lâu có thua nè anh chia đây chưa cả dương quả bay chuyện nè vừa khôn anh đang ao có sao bô cứ băng nè ngọc pi nè cái lẽ đang bay đừng buồn ao bao nơi giờ hiệp chưa bỏ quân nè prasa cai lệ đợi prasa cai lệ đợi ca tu miên ao bồm chất ra bọc luôn hay đào tại dương ao bồm nơi chất ra bọc luôn nâng chia rơi rơi nâng tiên sông bay tè nè ra bọc tật lai đại ca la đòi dương cõi dương nâng mình trệ o nâng sông bay tè ra bọc nâng mình ban màu dương cõi dương mình cao tục năng phục ra tới chiều bay kha chân tới rồi mang vừa khôn nâng anh ao bồm khôn nâng anh dạng để chiều rơi rơi tiên sông bay tè được nông chia khả mộc chia bằng to bằng to nhà bà sân chỉ miên có tan từ miên cao bậc đất ao bồm khôn đập bọc khôn nâng anh dạng để chiều rơi rơi nâng khôn đập bọc khôn nó cứ trong sầm đang tới đo chặt nâng cứ ao bồm chặt dạng để chiều rơi rơi tới đo tì ao và san để chiên nó cũng ban đo nơi nàng thò đo chuồn cua để miên sao ta sạc cả tì ở na kia rửa tha là hạt tập hoa ấy chỉ đã nâng chiên đẹp bậc san bằng nàng nâng cái lên đem lại tận cùng nâng ai nè đi cứ con tại lơ là bậc trẻ kha kha tên đầm bày ơi nhận nhôm vốn bò để sát nâng anh bàn nâng chiếc đăng khá được nông thua rồi bò bè xa mà xa bột chì mẹ chàng nâng hay được nông rương ra rồi bò nè biểu hụ phoan định cả bí khổ nâng bê để bệnh chọn nơi bột thua tê xa nâng có bọn bàn xung nâng nâng thả tê xa nào bỏ xa nê bố hù sao ta phát thật bà la tì nị bọc nâng sọc nhưng bạn này thể nâng bộ hù chuyện này đi chân tặng lại đòi cho anh ta vào nâng sốc bàn bào hơi nâng phàm là nị nè phàm là nị nâng cứ nâng phàm tặng lại đại miến sao ta bắt tệ phàm chưa đào sao ta bắt tệ phàm là tì nị nâng cứ miến sao ta bắt tệ phàm chưa đào nâng tê sà nào và xa nên nâng nông tí bóng phót này bởi thoa mạo vi xe tế xa cứ được nông ca bằng chọc nơi bởi thoa tế xa nâng ngay những ca lợi lợi nơi bởi thoa là bọc xong cả na nạc miền và mạng bằng này nên bởi ca xâm lai tới hỏi miền ca lưu lưu khoa khá bọc bạn phía xa bà lây sẽ đây nâng bỏ xa rai chứ khai giang nà nó có xong khăn tay ập chia xa yếu phí ở tù hông bí xâm nạc này bởi thê ra nô thạc rụp ong nhìn nhung bốt bó đề xa cổ rụp tương ốc xong ព្រះទេរាត្រាគ្រប់ព្រះអង្គញញុំពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់សូមបានអនុមោទនាត្រេកអរនៅក្នុងបុណ្យណានៅក្នុងកុសលគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា